Bài 4 là biểu diễn lực. Vậy thì vì là thời gian nó không có nhiều nên là học theo kiểu là sẽ đi tóm tắt cái phần lý thuyết nhá. Vậy để biểu diễn lực thì Vâng. em nhớ là ở đây chúng ta sẽ cần phải biểu diễn 4 yếu tố. Để biểu diễn được lực thì em phải biểu diễn 4 yếu tố. 4 yếu tố là gì? Yếu tố thứ nhất là điểm đặt. Mình gì cơ, định điểm đặt đúng không ạ? Điểm đặt. Điểm đặt em cứ ghi đã rồi lát nữa chị sẽ giải thích cụ thể nhá. Điểm đặt ở đây Vâng. là sẽ đặt vào vật. Đặt vào vật. Đặt vào vật. Chúng Vâng. ta muốn tác dụng lực vào vật nào thì điểm đặt thì sẽ đặt vào chính vật đấy. Được chưa? Ok. Thứ hai là phương. Phương, phương thì nó sẽ có là phương nằm ngang. Có phương Thẳng nằm đứng ngang hả? này, phương thẳng đứng này, có phương thẳng đứng này, hoặc là phương tạo với phương nằm ngang, hoặc là phương thẳng đứng, phương tạo với phương nằm thẳng đứng một góc bằng bao nhiêu độ đấy. Phương thì có phương nằm ngang, hoặc là phương thẳng đứng, hoặc là phương tạo với phương thẳng đứng, hoặc là tạo với phương nằm ngang, phương thẳng đứng. Một góc bao nhiêu độ đấy? Đấy. Em cứ ghi đi đã. Lát nữa thì sẽ lấy một ví dụ cụ thể thì em sẽ nắm được ngay thôi. Xong phương chưa? Đợi đợi em tí ạ. Như vậy, để biểu diễn lực thì em phải biểu diễn được 4 yếu tố. 4 yếu tố đó là những yếu tố nào? Điểm đặt là một. Điểm đặt thì phải phải đặt vào vật. Thứ hai là biểu diễn được phương, phải nói được phương. Phương thì có phương nằm Vâng. ngang, phương thẳng đứng, phương tạo với phương nằm ngang một góc bằng bao nhiêu độ đấy. Vâng. Chiều. Tiếp theo nữa là chúng ta nói đến chiều. Chiều thì có chiều từ trái sang phải. Từ phải sang trái. Chiều từ trên xuống dưới. Hoặc là chiều từ dưới lên trên. Và cuối cùng đó là độ lớn. Độ lớn của lực bằng bao nhiêu? Như vậy nói tóm lại là có 4 yếu tố. Khi biểu diễn lực thì luôn luôn phải 4 yếu tố. Em phải nói được 4 Vâng. yếu tố này. Đề bài có nói hay không nói thì có yêu cầu hay không yêu cầu thì chúng ta cũng phải nêu được 4 yếu tố. Sau khi nêu được 4 yếu tố này thì chúng ta mới đi vẽ hình. Bốn yếu tố đó Vâng. là điểm đặt, phương, chiều và độ lớn. Vâng. Cụ thể nhá. Em mở trang 16 của sách giáo khoa ra. Vâng. Ở cái hình mà người ta vẽ hình A với hình B ấy, có cái AB có hai cái hình kiểu như hình chữ nhật đấy, em đã nhìn thấy chưa? Vâng. Rồi. Đây. Xong này rồi Cái nhá, hình xóa mà nhá, xóa có F1 với cả F2 xong A ngoặc B ngoặc đúng không? đúng Chị. rồi, đây, đây, tức là cái hình này này. Ví dụ nhá, ví dụ ở hình này, hình đầu tiên này. Đây, chị vẽ lại. Đây là người ta có cái điểm A đây. Được chưa? Đây là người ta Vâng. chia như này này. Đã nhìn thấy chưa? Nhìn thấy ở trong sách giáo khoa Rồi chưa? ạ. Như vậy, đây là người ta biểu diễn lực F1. Khi biểu diễn lực Rồi thì tên của lực này là lực F1 và lực là một đại lượng vectơ. Lực là một đại lượng vectơ thì em luôn luôn viết là có cái mũi tên ở phía bên trên đầu của cái lực này này. Này, hướng từ Vâng. trái sang phải. Như vậy ví dụ lực F1 thì chúng ta sẽ biết là F1 này, đây là lực F1 này, nó có mũi tên chỉ hướng ở phía trên này. Nếu lực F2 thì em sẽ viết như này này. Được chưa? Nào. Nếu lực Vâng. F3 thì em cũng viết như này, tức là nó có luôn có mũi tên hướng từ trái sang phải ở phía trên. Được chưa em? Vâng. Nhìn vào cái lực lực F1 này thì chúng ta sẽ nói được
Các yếu tố của lực ở đây là điểm đặt. Đây, bốn yếu tố điểm đặt này, tức là cái vị trí đặt của lực. Em nhìn thấy người ta đánh điểm A ở đây. Như vậy điểm đặt ở đây chính là điểm A. Nhìn thấy chưa? Tại A. Và cái điểm A này rõ ràng nó nằm trên vật đúng không? Đây, điểm đặt bắt có phải đặt vào vật không? Có. Alo. Tiếp theo là đến phương. Em nhìn vào hình này, phương này lực nó đang có hướng như này. Vậy cái phương này là phương phương gì đây? Phương thẳng đứng ạ. Phương thẳng đứng. Như vậy ở đây cái hình này chúng ta sẽ nhìn vào hình này thì em lại thấy là phương thẳng đứng. Chiều như nào? Chiều từ chiều trái của cái sang lực phải này. Đâu? Đây, cái lực này mà sao trái sang phải được? Chiều tức là cái chiều của chiều cái từ tầng. dưới lên trên ạ. Đúng rồi, chiều từ dưới lên trên. Đúng không? Đâu? Thắc mắc gì? Đây này, chiều này là chiều đang từ hướng từ dưới lên trên này. Không không không, vừa nãy em vẫn chưa hiểu cái mũi tên ở trên đầu nó là cái gì lắm. Cái mũi tên này là mũi tên của chiều của lực này. Còn cái mũi tên này là cái vector lực nhá. Cái vector lực này luôn luôn có hướng từ trái sang phải. Bất kỳ lực như thế nào thì nó cũng nó luôn luôn có cái mũi tên phía bên trên này hướng từ trái sang phải. Còn cái chiều ở trong bốn yếu tố lực ấy thì em phải nhìn vào cái mũi tên của cả cái này này. Đấy, thì chiều ở đây đang là hướng từ dưới lên trên. Có đúng không? Vâng. Rồi. Tiếp theo là độ lớn. Độ lớn. Chị ví dụ như ở đây khi vẽ thì em phải cho biết là cứ mỗi đoạn này bằng bao nhiêu. Đây chị đang ví dụ mỗi đoạn này là 10 Newton. Đây, cứ một đoạn này mình ghi chú ra đây, một đoạn này là 10 Newton. Như vậy đây có mấy đoạn? Hai đoạn. Như vậy độ lớn F1 ở đây bằng mấy? 20 Newton. 20 New. Thế thôi. Thế nhìn vào hình em đã biết nêu được bốn yếu tố của lực không? Nhìn vào một hình em có nêu được không? Đã có. Có, bây giờ hình thứ hai em tự nêu cho chị xem nào. Đây, hình thứ hai tức là hình này. Đây, cái ta đặt điểm đặt ở đây. Đây, B đây. Có 1, 2, 3. Ví dụ đây là F2 đi. Đầu tiên là điểm đặt là B. Khoan đợi, để chị xem. Đây, người ta đây điểm đặt B. Đây chính là câu C3 ở trong sách giáo khoa đấy. Người ta bảo là diễn tả bằng lời các yếu tố lực ở hình 4.4 đấy. Hình 4.4 thì có 3 hình, hình A, hình B và hình C. Như vậy bốn yếu tố lực của hình A thì vừa làm rồi đúng không? Là điểm đặt, phương, chiều, độ lớn biết rồi đúng gì? Đúng chưa? Vậy bây giờ sang đến cái hình B này thì điểm đặt ở đâu nào? Điểm đặt là ở B. Hình đây, điểm đặt là tại B rồi. Xong điểm đặt thì đến gì? Phương ở đây phương như nào em? Phương nằm ngang ạ. Chính xác, nằm ngang. Vì sao biết nằm ngang? Đây này, cái này nó đang theo phương ngang này. Đây. Vâng. Còn cái ở trên này không phải là phương nhá. Cái này là chỉ là vector lực thôi em nhá. Đấy, vector lực này thì nó giống nhau hết. Rồi, tiếp theo đi. Chiều là từ trái sang phải ạ. Trái sang phải, ok. Độ lớn của lực là 30 Newton. Độ lớn của lực khi làm này thì thường ở trong bài người ta cho một cái tỉ xích. Ở cái bài này người ta bảo là cứ mỗi đoạn này bằng 10 New đấy. Đã nhìn thấy không? Có nhìn thấy ở phía dưới người ta ghi đấy. Như vậy ở đây độ lớn ở đây có 3 đoạn. Như vậy ở đây độ lớn sẽ bằng 30 New. Ok chưa? Rồi. Sang cái hình cuối cùng là hình C. Như vậy cứ nêu được bốn yếu tố lực là xong thôi. Không có vấn đề gì hết. Có một cái vật đặt trên cái này. Đây, cái vật này được kéo vào hình tròn này. Nó được kéo xiên xiên lên như này. Đây là cũng là chia thành 3 phần đúng không? 1, 2, 3. Như vậy đây là lực F3. Cái vector lực thì luôn luôn hướng như này này. Đấy, cái này thì nó tạo với phương nằm ngang một góc. Ở đây là người ta cho góc này khoảng 30 độ. Như vậy đây là điểm C. Em nêu bốn yếu tố lực ở đây nào. Đầu tiên điểm đặt là C ạ. Điểm đặt tại C. Chính xác. Phương là phương tạo với phương nằm ngang một góc 30 độ ạ. Chính xác. Đây này, phương này này, nó tạo với phương ngang một góc 30 độ. Như lúc nãy chị bảo là phương tạo với phương ngang góc bao nhiêu đấy, đúng không? Tạo với phương ngang một góc 30 độ. Rồi,
chiều như nào? Chiều là cái chiều này thì em không chắc là nó có phải là từ trái sang phải không, nhưng mà Trái sang phải, một cái này là kết hợp em, trái sang phải và vâng, gì nữa? trái sang phải với cả là từ dưới lên trên ạ. Chính xác, như vậy cái chiều, riêng cái chiều này nó lại kết hợp vừa trái sang phải vừa dưới lên trên. Được chưa? Mà rồi Rồi, chính xác rồi. Độ lớn ở đây bằng bao nhiêu? độ lớn ở đây là 30 Newton ạ. 30 niu. Bởi vì sao? Cứ mỗi đoạn này này người ta cho là bằng 10 niu này. Như vậy ở đây có 3 đoạn này, 1, 2, 3 đoạn. Như vậy lấy một đoạn này bằng 10 nhân với 3 thì bằng 30. Ok chưa? Rồi ạ. Rồi, ví dụ người ta bảo là biểu diễn lực, trọng lực của một vật có khối lượng 5 kg, biết rằng cứ một đoạn là bằng 10 Newton. Như vậy một vật có M bằng 5 kg. Trọng lực thì nó, trọng lực là lực đúng không? Nhưng mà đây người ta lại cho khối lượng thôi. Vậy em phải tìm độ lớn trọng lực bằng bao nhiêu? Trọng lực chính là lực hút của trái đất đấy. Thì từ Vâng. khối lượng chuyển sang trọng lượng là trọng lực thì em phải nhân với mấy? Nhân với 10. 10. Như vậy chúng ta có trọng lực, độ lớn trọng lực thì sẽ gấp 10 lần khối lượng. Trọng lực Vâng. P này thì sẽ bằng 10 lần M, cái này học ở vật lý 6 rồi. Tức là nó Vâng, sẽ bằng vâng. 5 nhân với 10 đúng không? 10 nhân 5. 10 nhân 5 thì bằng À, 50. 50. Ừ. Bằng 50 niu. Được Vâng. chưa? Rồi, trọng lực thì nó có phương như nào em? Hướng về phía trái đất, tức là trọng lực thì nó có phương, đây chúng ta có một vật này. Từ dưới à trên xuống dưới à? Nhưng mà phương là phương gì? Thẳng đứng hay phương nằm ngang hay như nào? À, phương thẳng đứng ạ. Phương thẳng đứng, cứ mỗi đoạn này người ta cho bằng 10 niu này. Để trong bài người Vâng. ta nói rõ cứ đoạn này 10 niu. Như vậy ở đây em để chỉnh mấy đoạn? Năm đoạn ạ. 5 đoạn, 1 này. Bởi vì là 50 này này, 50 thì phải 10 nhân 5 thì bằng 50. 3 này, 4 này, 5 này. Và 5 đoạn này bằng nhau đúng không? Em đặt Vâng. trọng lực là P. Đấy, khi mà biểu diễn lực thì luôn có mũi tên hướng từ trái sang phải phía trên này. Được chưa? Như vậy điểm đặt Dạ này thì rồi. em đặt một cái chữ cái bất kỳ thôi, A, B, C, D, Vâng. A, B, C, D gì đấy tùy thôi. Như vậy em đặt điểm đặt Vâng. đây là gì? Đặt điểm điểm M. Điểm M tại M. Rồi, phương nào? Phương là từ nhầm, phương là phương thẳng đứng đó. Rồi, thẳng đứng. Tiếp tục. Chiều là từ trên xuống dưới á. Chính xác. Trên xuống dưới. Rồi. Độ lớn của lực là 50 Newton ạ. Độ lớn 50 niu. Theo phương ngang thì em cũng biểu diễn tương tự. Biết cách làm chưa? Dạ rồi. Và ở trong một cái đề bài này, người ta yêu cầu em nêu các yếu tố lực, tức là em phải nêu được bốn cái này. Đấy, Vâng. còn trong đề bài người ta yêu cầu em vẽ hình, ví dụ như bảo vẽ hình biểu diễn ấy. Khi mà biểu diễn thì Vâng. em cũng phải luôn luôn là phải nêu trước, phải nêu được những cái này này, sau đó mới hình vẽ, hoặc em có thể vẽ hình trước và nêu các yếu tố lực này. Bạn nào mà làm trong bài mà người ta bảo vẽ hình mà chỉ vẽ mỗi hình này không nhá. Nếu em chỉ vẽ mỗi hình này không này, em không có cái phần này này, thì cùng lắm em chỉ được 1 phần 3 đến 1 phần 2 số điểm của bài thôi. Đấy, 10 Vâng. điểm thì cũng chỉ được 4, 5 điểm gì đấy. Nếu như đề bài người ta bảo vẽ hình mà chỉ vẽ một cái hình này mà không nêu được các yếu tố lực thì lại cũng bị trừ điểm. Như vậy nói tóm lại là vẽ hình, dù người ta nói vẽ hình hay là nêu các yếu tố lực thì em cũng phải nêu được bốn cái đây, bốn cái đặc điểm này. Sau khi nêu được cái bốn đặc điểm này thì em mới đi vẽ hình thì mới có điểm tuyệt đối được nhá. Dạ rồi, Rồi. rồi ạ. Ok, nắm được hết bài, nắm được cái phần sơ bộ của cái bài 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 số 4 này chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, 4 yếu tố lực nhớ lắm nhá. Vâng, Điểm đặt điểm đặt phương phương, chiều độ chiều và độ lớn của lớn lực. nhá. Luôn luôn trong bài dù nói hay không thì em cũng phải nêu được cả bốn cái này. Sau đó thì mới đi Vâng. vẽ hình. Dù đề bài nếu, chỉ Ok. nhắc lại, nếu đề bài người ta bảo chỉ vẽ hình không ấy thì em cũng phải đi nêu cái này. Nếu đề bài người ta, Vâng. ví dụ như cái câu C2 này, nếu cái câu C2 mà em chỉ vẽ một cái hình này nhá. Nhìn câu C2 không sách chưa? Trọng lượng của Rồi ạ. biểu diễn trọng lượng Rồi ạ. của một vật có khối lượng 5 kg ấy, mà em chỉ vẽ một cái hình Vâng, này này vâng. mà em không nêu được những cái này thì em cũng chỉ được 1 phần 2 số điểm thôi. Được Ok. chưa? Rồi, Rồi ạ. thì còn thời gian thì sẽ làm theo cái phương ngang nhé. Thôi, em có Vâng. thể thoát ra nhé. Vâng, em chào chị. Bye bye. Bye. Bye bye.